Tuổi Thìn trồng cây này giàu nhanh, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền bạc đổ về ùn ùn. Quý vị thân mến, hân hạnh cho tôi được thay mặt bàn biên tập kênh Phong Thủy Phát Tài chào đón quý vị tuổi Thìn. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, sung túc, phú quý, bình an. Quý vị ạ, cây xanh mang lại ý nghĩa phong thủy rất lớn vì mỗi loại cây lại mang một ý nghĩa và trường năng lượng khác nhau. Có nhiều loại cây tượng trưng cho sự cát tường, phát lộc và may mắn. Nhiều loại cây lại giúp bảo vệ gia đình khỏi những luồng khí độc hại. Nếu biết đặt cây ở những vị trí phù hợp, cây xanh sẽ mang lại vượng khí tốt cho gia đình. Thế nhưng, không phải cứ cây xanh nào cũng có công dụng như thế, mà chỉ duy nhất những loại cây hợp với tuổi của gia chủ mới đem lại nhiều công hiệu, bằng không sẽ lại mang họa vào thân. Vậy, đó là những loại cây nào? Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Rồng vốn là một loài vật hùng mạnh và được kính trọng nhất trong 12 con giáp, là một linh vật mang tính thần thánh. Rồng là con giáp tượng trưng cho tham vọng và sự thống trị. Người tuổi Thìn cũng vì thế mà gặp nhiều may mắn, vận thế tốt, trời sinh có quý nhân phù trợ. Họ mang phong thế của người thông minh đĩnh ngộ, lỗi lạc hơn người, có ý chí bản lĩnh làm nên nghiệp lớn hơn người. Người tuổi Thìn sống bản lĩnh khí phách hiên ngang như chính linh vật hiện thân cho tuổi tác của họ, mang trong mình tấm lòng khoan dung độ lượng. Người tuổi Thìn luôn tràn đầy sinh lực và dồi dào khỏe mạnh. Tài vận của họ cũng rất thịnh, vì thế cho nên kể cả khi không làm việc chăm chỉ, vẫn có tài lộc vào túi. Thế nhưng trên con đường thăng tiến thì người tuổi Thìn cũng gặp không ít tiểu nhân cản trở. Để đẩy lùi vận hạn, xua đuổi những điều suy xẻo không may, gia chủ tuổi Thìn có thể đặt một chậu xương rồng nhỏ ở hướng tây bắc của phòng khách là hợp lý. Hay ở hướng đông nam, sự tồn tại của một cây vạn niên thanh sẽ thu hút vượng khí, thúc đẩy tài vận về cho gia chủ. Bên cạnh đó, khi chọn cây phong thủy hợp tuổi, bạn cũng cần phải chú trọng tới năm sinh và bản mệnh. Mỗi năm sinh, mỗi mệnh trong ngũ hành từ kim mộc thủy hỏa thổ sẽ hợp với những dòng cây khác nhau. Ngũ hành được sinh theo năm tương ứng của mỗi người tuổi Thìn sẽ được chia như thế này. Thứ nhất là người sinh năm Canh Thìn, ngũ hành thuộc Kim, là sinh năm 1940 và năm 2000. Người sinh năm Mậu Thìn, ngũ hành thuộc Mộc, sinh năm 1988. Người sinh năm Nhâm Thìn, ngũ hành thuộc Thủy, 1952 và 2012. Người sinh năm Giáp Thìn, ngũ hành thuộc Hỏa, là 1964. Người sinh năm Bính Thìn, ngũ hành thuộc Thổ, là 1976. Chọn được cây phong thủy hợp mệnh sẽ giúp gia chủ mang về tài lộc vận may. Và ngược lại, vận khí xấu, những điều xui xẻo đôi khi lại được bắt nguồn từ chính sai lầm của bạn trong việc lựa chọn cây. Sau đây là các loại cây phong thủy phù hợp với từng tuổi Thìn. Tuổi Canh Thìn thì hợp với cây gì? Người tuổi Thìn mệnh kim tính tình thẳng thắn cương trực. Họ có suy nghĩ thuần khiết đơn giản, không có mưu đồ hãm hại ai. Có điều người này cảm xúc lên xuống thay đổi thất thường, cũng hay thay đổi chủ kiến nên dễ khiến người khác cảm thấy họ không được trầm tĩnh, khó nắm bắt. Đây là người có ý chí phi thường, có nhiều ý tưởng sáng tạo và có tính xây dựng cao, nhưng họ chỉ giỏi việc đưa ra ý tưởng, còn hay thất bại khi đưa chúng vào thực hiện. Họ bối rối và không xác định được thứ tự tiến hành trước sau, thường làm cho mọi chuyện trở nên lộn xộn và thiếu khoa học. Do đó, muốn có được thành công, người tuổi Thìn mệnh này bắt buộc phải rèn luyện bản thân, tạo cho mình thói quen tư duy logic cũng như sắp xếp công việc sao cho khoa học, có thế thì mới không uổng phí tài năng mà làm nên cơ nghiệp. Người tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim và theo ngũ hành tương sinh, những loại cây trồng trong nhà có màu nâu và màu vàng sẽ hợp với người tuổi Thìn. Nâu và vàng vốn là hai màu sắc hợp với người mệnh thổ, nhưng do thổ khí sinh kim cho nên tuổi Canh Thìn vẫn có thể lựa chọn cây cảnh có hai màu sắc chủ đạo này. Đặc biệt hơn nữa là cây có màu trắng sẽ mang lại vận khí tốt nhất cho người mệnh kim, mang may mắn tài lộc về cho gia đình họ. Những cây hợp tuổi Canh Thìn phải kể đến như là cây bạch mã hoàng tử, cây lan chi, cây ngọc ngân, cây lan ý, cây kim ngân, cây kim tiền, cây châu bà đế vương và cây hạnh phúc. Có cây cảnh tương sinh thì cũng sẽ có cây tương khắc. Đây là điều mà bạn cần lưu ý trong quá trình lựa chọn cây phong thủy. Cần phải tránh trồng những loại cây văn phòng tương khắc gây bất lợi như là cây có màu xanh của nước biển, đen của hành thủy hoặc màu đỏ hồng cam tím của hành hỏa. Tất cả những dòng cây này sẽ khắc chế tiền tài, kìm hãm sự thịnh vượng của gia đình. Tuổi Nhâm Thìn hợp với cây gì? Người tuổi Thìn mệnh thủy có tầm nhìn xa trông rộng, kiên nhẫn, có nghị lực,
tuy nhiên có phần thiếu cá tính. Thường hành sự theo lẽ thường tình, thuận nước đẩy thuyền, không có bước đột phá đáng kể. Người này khá công bằng trong cuộc sống, nhưng đôi khi tỏ vẻ bảo thủ cố chấp và cũng ưa danh lợi. Vì thế mà khi xử lý những công việc có liên quan đến tiền bạc tài sản, họ không khỏi tỏ ra nhỏ nhen keo kiệt vì cái lợi nhỏ mà bỏ qua cái lợi lớn. Chuyện tiền bạc người này không cần phải lo lắng nhiều, dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán thì thu nhập đều khá ổn định và có chiều hướng tăng tiến. Họ cũng dễ trúng thưởng hay có một khoản tiền nho nhỏ từ trên trời rơi xuống, song không may là cũng có khá nhiều điểm phá tài, nên đầu tư nhiều hơn vào bất động sản hay các đồ có giá trị lâu dài để tránh bị thất thoát do tiền bạc mất giá. Người tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, do đó những loại cây cảnh để bàn có màu trắng thuộc hành kim do kim sinh thủy sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Bên cạnh đó, những cây có màu xanh dương thuộc hành thủy sẽ mang lại thuận lợi may mắn cho công danh sự nghiệp cho người tuổi này. Gia chủ tuổi Nhâm Thìn sẽ hợp với những cây như kim tiền, lưỡi hổ, lan ý, ngọc ngân, lan chi và các loại cây tùng như cây tùng thủy tùng, cây tùng bồng lai, cây tùng la hán. Ngoài ra, cây cảnh thủy sinh cũng sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng giúp bạn hỗ trợ tuổi của mình. Trái ngược với gia chủ mệnh kim, người mệnh thủy nên tránh những cây có màu nâu, vàng hoặc nhiều màu xanh lá cây. Những loại cây này chẳng những không mang đến tài lộc mà còn kìm hãm cơ hội thăng tiến trong công việc của bạn. Tuổi Giáp Thìn thì hợp với cây gì? Hỏa tinh là chủ tinh, ưu màu đỏ, hợp đi về hướng nam, chu tước là biểu tượng, linh vật là phượng hoàng. Người tuổi Thìn mệnh hỏa dù là nam hay nữ thì cũng đều sở hữu ngoại hình thanh tú, dễ chiếm được cảm tình của người khác, cũng có khá nhiều đào hoa nở rộ. Vận mệnh người tuổi Thìn mệnh hỏa về nhân duyên khá tốt, biết cách mở rộng mối quan hệ. Song bạn có phần dễ tin người nên hay bị mắc lừa, tính cách không được tốt lắm, dễ cãi cọ với người yêu. Đây là điểm bạn cần chú ý và sửa đổi. Người này không có ý thức cao về tiền bạc, không biết cách thắt chặt chi tiêu hay tính quan trọng của việc đầu tư tiết kiệm khi xảy ra vấn đề tài chính. Nên nhớ là nhanh chóng trả hết những khoản nợ, đừng để dây dưa kéo dài. Vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão. Hãy nắm bắt thời cơ để đầu tư sinh lời. Người tuổi Giáp Thìn là những người sinh năm 1964 thuộc mệnh hỏa. Theo ngũ hành thì mộc sinh hỏa, vì thế cho nên gia chủ tuổi này nên trồng các dòng cây cảnh phong thủy có màu xanh lá của mệnh mộc. Màu xanh nhẹ nhàng của cành cây cảnh thuộc hành mộc sẽ khiến đầu xuân của bạn thêm tươi mới. Vì mệnh của bạn rất hợp với màu xanh, mộc sinh hỏa, đặc biệt với màu sắc đỏ hoặc hồng, màu bản mệnh của hỏa sẽ giúp cho văn phòng hay ngôi nhà của bạn nổi bật giữa mùa xuân mới. Thường thì những cây có màu cam, hồng, đỏ, tím thuộc mệnh hỏa sẽ mang lại nhiều tài lộc và may mắn nhất cho gia đình. Gia chủ tuổi Giáp Thìn sẽ thích hợp để trồng những cây phong thủy như cây kim tiền, cây phú quý, cây phất dụ, mảnh, cây đào búp đỏ, cây vạn lộc, cây đuôi công tím, cây hồng môn, cây lan quân tử, cây chầu bà đế vương đỏ, cây phong lộc và cây thẻ bài hồng. Ngoài ra, người mệnh hỏa không nên trồng những cây phong thủy có màu xanh dương hay màu đen. Những màu thuộc mệnh thủy thậm chí là nên tránh những cây có màu nâu, vàng thuộc mệnh thổ vì chúng cũng khắc chế mệnh hỏa. Bởi vì hỏa sinh thổ cho nên sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp của gia chủ sở hữu chúng. Tuổi Bính Thìn hợp với cây gì? Thổ tinh là chủ tinh hợp với màu vàng, thổ địa và hoàng đế là đại diện linh vật là kỳ lân. Người tuổi Thìn mệnh thổ có tinh thần cầu tiến lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt. Nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói quen xấu của người này. Thìn thổ rất lương thiện, dễ mủi lòng. Đây là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, những người sinh năm 1976
Và vì hỏa sinh thổ cho nên gia chủ mệnh thổ nên trồng những cây thuộc mệnh hỏa có màu đỏ, cam, hồng, tím. Người mệnh thổ có khá nhiều sự lựa chọn loại cây cho mình trong ngày đầu năm mới bởi vì họ rất hợp với màu đỏ, màu hồng. Hỏa sinh thổ, còn màu vàng và vàng đất lại chính là màu mệnh của thổ nên càng tốt hơn. Hoặc những cây có màu nâu vàng của mệnh thổ cũng sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho gia chủ, giúp họ nhanh chóng đạt được giàu sang phú quý, an khang thịnh vượng. Cây hợp người tuổi Bính Thìn phải kể đến như cây lưỡi hổ, cây lan hổ điệp, cây vạn niên thanh, cây ngũ gia bì, cây trầu bà, hoặc chọn các loại cây tương sinh từ hành hỏa có sắc đỏ cam hồng như cây lan quân tử, cây phong lộc, cây hồng môn, cây vạn lộc và cây đa búp đỏ. Để không bị ảnh hưởng bởi những vận khí xấu, gia chủ mệnh thổ cần phải tránh những cây cảnh có nhiều màu xanh lá cây hoặc là màu trắng thuộc mệnh kim, vì mộc thì khắc thổ và thổ thì sinh kim. Sự tương khắc này rất dễ khiến cho tiền bạc trong gia đình dễ dàng bị thất thoát và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Vậy, tuổi Mậu Thìn hợp cây gì? Mộc tinh là chủ tinh ưa màu xanh, hợp đi về hướng đông, lấy thanh long làm đại diện, linh vật là rồng. Tính cách người tuổi Thìn mệnh mộc có đôi phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Các mối quan hệ xã hội lạnh nhạt, kỳ thực họ là người có tài năng xuất chúng, khả năng làm việc và xử lý vấn đề rất tốt. Chỉ có điều họ là người không thích nổi bật, không thích thể hiện bản thân, tựa như viên ngọc còn ẩn mình trong đá vậy. Nếu họ muốn và thoải mái thể hiện năng lực của mình thì sẽ tỏa sáng như viên ngọc minh châu giữa bóng đêm đen tối. Người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 và là người thuộc mệnh mộc, vì thế cho nên sẽ có rất nhiều cây cảnh hợp với người thuộc mộc mệnh này. Bạn có thể lựa chọn những cây có màu xanh lá của mệnh mộc hoặc chọn những cây cảnh có màu xanh nước biển mệnh thủy do thủy sinh mộc để mang lại nhiều vận khí, tài lộc nhất định cho gia đình. Cây hợp tuổi Mậu Thìn bao gồm cây ngọc bích, cây vạn niên tùng, cây trường sinh, cây cao tiểu trâm, cây trầu bà đế vương xanh, cây vạn niên thanh, cây ngũ gia bì và cây kim ngân. Quan trọng hơn nữa, để tránh ảnh hưởng xấu tới vận khí của gia đình, bạn cần tránh những loại cây thuộc mệnh kim và hỏa. Lý do là vì kim khắc mộc, còn mộc lại sinh ra hỏa, làm mộc tiêu tán sự nghiệp, lụi bại đường công danh. Cây phong thủy trong nhà là lựa chọn phổ biến nhưng có những nguyên tắc riêng không hẳn là ai cũng biết. Hiểu rõ chúng về cách lựa chọn chăm sóc, ý nghĩa giúp gia chủ tuổi Thìn tân trang không gian sống của mình theo hướng tích cực và hiệu quả hơn. Hy vọng video trên đã giúp quý vị có được thêm những kiến thức bổ ích. Chúc quý vị cầu gì cũng được, mong gì cũng thành. Gia đạo an khang, nhà nhà no đủ. Bên cạnh đó, quý vị đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích quanh năm trong thời gian sớm nhất quý vị nhé.